Cụm công nghiệp Yên Trung, Đông Tiến, Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh với diện tích 822,71 km2 nằm trong vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Năm 2023, Bắc Ninh là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 22 về dân số, với 2 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện, tổng cộng 1.568.684 người. Trong năm 2023, Bắc Ninh xếp thứ 8 về tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, xếp thứ 3 về GRDP bình quân đầu người. Cụ thể, GRDP đạt 248.376 tỷ đồng, tương ứng với hơn 10,8 tỷ USD. GRDP bình quân đầu người đạt 7.250 USD, tương ứng với 167 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP so với năm 2022 đạt 7,39%. Tỉnh Bắc Ninh có vị trí chiến lược quan trọng khi nằm sát với thủ đô Hà Nội, có đường quốc lộ 1 đi qua, nối liền 31 tỉnh thành trọng điểm từ Bắc và Nam. Ngoài ra, cắt ngang địa phương này còn có quốc lộ 18 nối với Hải Dương, Quảng Ninh, có quốc lộ 3 nối với Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, có quốc lộ 38 nối liền 3 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nam. Bắc Ninh có 127 km đường thủy, nhiều cảng giúp thuận lợi container vận chuyển hàng hóa. Tỉnh cũng có tuyến đường sắt quốc tế Hà Nội, cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn dài 161 km đi qua và tuyến đường sắt nội địa Hà Nội, Bắc Ninh, Hạ Long, Quảng Ninh. Về đường hàng không, Bắc Ninh chỉ cách sân bay Nội Bài 22 km, khoảng cách ngang với từ nội thành Hà Nội. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp là cơ sở để cung cấp nguồn nhân lực tay nghề cao, dồi dào mỗi năm. Điển hình tại đây có các trường học như Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Quốc tế Bắc Hà, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Cơ sở 2, Đại học Công nghệ Đông Á, Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, v.v. Bắc Ninh hiện nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới đạt chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương, mở rộng phạm vi hợp tác quốc tế, tích cực thu hút đầu tư từ nước ngoài. Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2030, cơ bản trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, là trung tâm kinh doanh dịch vụ, giáo dục, là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp thông minh, công nghệ cao. Tình hình bất động sản công nghiệp ở Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp tập trung, 1 khu công nghiệp thông tin và hơn 36 cụm công nghiệp, tổng diện tích là 6.847 ha, tương đương 8,32% tổng diện tích toàn tỉnh. Tổng diện tích đất công nghiệp quy hoạch cho thuê là 2.138,53 ha, diện tích đất thu hồi là 1.682,95 ha, diện tích đã cho thuê là 1.259,81 ha, tỷ lệ lấp đầy hoàn toàn khu quy hoạch đạt 58,91%. Trong tương lai, sẽ có 2 khu công nghiệp được xây dựng tại xã Ngũ Thái và xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, cùng với xã Vạn Ninh của huyện Gia Bình. Tổng diện tích quy hoạch công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh là 9.070,7 ha, chiếm khoảng 11% diện tích toàn tỉnh. Cụm công nghiệp Yên Trung, Đông Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích 75 ha, giai đoạn 1 21,17 ha, thuộc hai xã Yên Trung và Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Có quyết định thành lập vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, quyết định số 221/QĐ-UBND. Thời hạn sử dụng năm 2072. Thời gian bàn giao dự kiến quý 4 năm 2024. Hiện trạng đang chuẩn bị thủ tục thu hồi đất và san lấp mặt bằng. Vị trí cụm công nghiệp Yên Trung, Đông Tiến thuộc huyện Yên Phong là một huyện nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Ninh. Nó sở hữu vị trí địa lý vô cùng thuận tiện cho việc đi lại, luân chuyển hàng hóa. Cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, mặt đường bê tông nhựa được bố trí hợp lý trong cụm công nghiệp có vạch phân cách xanh. Hệ thống lọc nước, nguồn nước được lấy từ nhà máy lọc nước Bắc Ninh, công suất cung cấp là 50.000 mét khối trên một ngày đêm. Tiêu chuẩn nước đảm bảo chất lượng dựa theo tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam 01-2009 Bộ Y tế. Xử lý rác thải được phân loại, sau đó được vận chuyển đến khu xử lý rác thải tập trung. Hệ thống thoát nước. Toàn bộ nước thải được tập trung tại nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp. Nước thải sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam 40/2001 Bộ Tài nguyên Môi trường trước khi thải ra môi trường. Hệ thống điện đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chủ đầu tư. Hệ thống chiếu sáng công cộng, mạng lưới cấp điện chiếu sáng được thiết kế tách biệt với hệ thống cấp điện sinh hoạt và bố trí dọc các tuyến đường giao thông. Các ngành nghề chính trong khu công nghiệp. Cụm công nghiệp Yên Trung, Đông Tiến chủ yếu thu hút ngành công nghiệp nhẹ và các ngành công nghiệp không gây ô nhiễm khác. Chi phí nhân công, cụm công nghiệp Yên Trung, Đông Tiến thuộc huyện Yên Phong, thuộc khu vực 2. Do vậy, mức lương tối thiểu theo vùng khu vực 2 hiện nay là 3.920.000 đồng trên một tháng. Hạ tầng xã hội,
Xung quanh cụm công nghiệp Yên Trung, Đồng Tiến có đầy đủ các dịch vụ hạ tầng xã hội phục vụ an sinh và đi lại thuận tiện. Một phía là DT287 kéo dài đi huyện Từ Sơn, một phía là DT295 chạy qua nối liền với tỉnh Bắc Giang có trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến. Một phía là hướng đi đến trung tâm xã Yên Trung. Ngân hàng có chi nhánh các ngân hàng Vietinbank, Worldbank, BIDV. Siêu thị, chợ có siêu thị 7mart, Nhật Quang Mart, Homemart Yên Lãng, chợ Đông Xuyên, chợ Yên Phong. Trường học có trường tiểu học Đông Tiến, Mai Đình 2, trung học cơ sở Yên Phong. Bưu điện TDT Express, VNPT, DHL, TNT, dịch vụ vận chuyển tận nơi. Xe buýt, mạng lưới các tuyến xe khách đi Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên. Phòng cháy chữa cháy, thiết bị phòng cháy chữa cháy lắp đặt dọc các trục đường trong cụm công nghiệp với khoảng cách 150m trên một vòi phun. An ninh, dịch vụ bảo vệ 24/7. Bệnh viện, có bệnh viện ngay trong khu công nghiệp đảm bảo vấn đề chăm sóc sức khỏe cho công nhân viên. Ưu thế đầu tư, điểm mạnh của cụm công nghiệp Yên Trung, Đồng Tiến là có vị trí thuận lợi, đầy đủ hệ thống giao thông từ đường bộ, đường sắt, đường thủy cho đến đường hàng không. Xung quanh cụm công nghiệp Yên Trung, Đồng Tiến là một hệ thống an sinh xã hội đầy đủ, phục vụ cho nhu cầu của người dân địa phương và các lao động trong nhà máy, xí nghiệp. Đáng chú ý, gần cụm công nghiệp này có nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới Samsung Electronics đặt trụ sở. Kế đó là khu công nghiệp Yên Phong 2, gồm 3 phân khu A, B, C đều được đầu tư bởi các công ty lớn, gồm công ty V-Ship Bắc Ninh, tổng công ty V-Gracera và công ty cổ phần hạ tầng Western Pacific, cho thấy sự uy tín của các chủ đầu tư cũng như hệ thống pháp lý địa phương. Nếu quý nhà đầu tư đang có nhu cầu quan tâm tới đất hoặc nhà kho, xưởng tại cụm công nghiệp Yên Trung hoặc các cụm công nghiệp, khu công nghiệp khác tại Bắc Ninh, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 088 808 9696. Blue Ocean Realty luôn sẵn sàng tư vấn.